Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Hiền, anh Trường đến quay các anh cưa những cây dừa. Thì trước mắt mình là cây dừa cũng khá cao, bên dưới có trồng nhiều mận An Phước. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Hiền sẽ cưa những cây dừa này như thế nào nhé. Thì anh Hiền bắt đầu leo với bộ móng đen. Thế nha, ảnh đèo bằng móng. Chứ thường thường ảnh cũng leo bằng chân thông. Ít lắm cho cả nhà ơi. Toàn là đeo bộ móng không à. Ít nên đeo chân thông lắm. Có dây điện này nè nghe đi. Thì bên đây có cái hàng rào và những cái đường dây điện nha. Thì bên dưới anh Trường cũng đã một cái cưa cho anh Hiền rồi. Thank you.
Ống nước à? Trường nói bên phía đây có cái ống nước à. Thì giống mặt. Yeah.
cho xuống mình dưới. Trường cho mình bẹ non bông thì bên dưới anh chị sẽ hỗ trợ cho anh Hiệt. Giờ đang là bộ máy cưa cho anh Hiệt. Cộng dây điện nó lại tim ra mình lên.
mấy cây dừa thôi, nằm xoài luôn rồi. À, đây suy nghĩ chưa?
sống cũng chịu, vẫn chịu đi ngồi trên cái nhạc mà ăn chơi. Tại đây đúng mà không sao. Cái sao phải ống nước rồi giá khó khăn thôi chứ mà không nhận. Cũng hoàn thành xong cây dừa, mình cũng xin kết thúc video tại tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video mới tiếp theo.